Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một hố sâu khoảng hơn 10 mét tại khu vực Hố Tô thuộc thôn 4, xã Tiên Hiệp. Trước đó, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn trong lòng đất, sau đó xuất hiện một hố sâu khoảng hơn 10 mét, đường kính khoảng hơn 5 mét trên diện tích đất trồng rừng của người dân. Xung quanh miệng hố có nhiều vết nứt và có khả năng sẽ tiếp tục sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Trước tình hình trên, chính quyền huyện Tiên Phước và xã Tiên Hiệp đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo sụt lún đất để người dân gần khu vực này đề phòng. Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp với người dân, chính quyền địa phương kịp thời cứu tàu cá bị mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tàu cá có 6 thuyền viên xuất bến qua cửa khẩu Nhật Lệ đi khai thác hải sản. Trong quá trình hoạt động trên biển, tàu bị gãy bánh lái, mắc cạn cách bờ biển xã Bảo Ninh khoảng 200 mét. Các thuyền viên đã bơi vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Nhật Lệ đã nhanh chóng triển khai hơn 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chủ tàu và chính quyền địa phương, huy động thêm 2 xe cầu để tổ chức cứu hộ tàu cá mắc cạn. Đến gần 8 giờ tối qua, các lực lượng đã cứu thành công tàu cá này, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.